Xin chào các bạn, trọng tâm Hưng Thịnh đang tiến hành thi công chống thấm cho khu vực nhà vệ sinh của một căn biệt thự. Chúng tôi đang tiến hành thi công lớp màng chống thấm thứ hai. Nhà vệ sinh là một khu vực rất hay xảy ra sự cố thấm dột. Nếu không xử lý kỹ ngay từ đầu thì cái hậu quả sau này sẽ rất là lớn. Bởi vì nó liên quan đến những cái lớp gạch lát ở bên trên cũng như cái phần nội thất của nhà vệ sinh. Chúng tôi đã tiến hành thi công chống thấm cái phần gờ cử ở đây để chống lại cái việc nước trong nhà vệ sinh sẽ tràn ra bên ngoài, tràn ra phía ngoài nhà để gây ẩm mốc phần tường ở trong nhà. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng trong cái việc thi công chống thấm nhà vệ sinh. Vật liệu chúng tôi thi công chống thấm là màng chống thấm hai thành phần và nó có tính đàn hồi nhẹ. Các cái phần chân tường đây các bạn có thể thấy đây được gia cố một cái lớp lưới polyester chống nứt. Thông thường thì cái vị trí góc chân tường này nó sẽ rất là hay bị nứt hay bị tách lớp ra khỏi cái lớp sàn bê tông bên dưới. Chính vì thế mà cái lớp lưới này nó rất là quan trọng. Nó đóng cái vai trò chống lại cái sự nứt đấy để nước không chảy được ra ngoài cái khu vực nhà vệ sinh. Và đây là một cái chi tiết cổ ống. Cổ ống này trước đây thì được chúng tôi đục mở rộng cuốn thanh trương nở và rót vữa Sika Grout trước khi thi công các lớp màng chống thấm cũng như là cái lưới polyester gia cường lên. Đối với cái khu vực nhà vệ sinh thì chúng tôi sử dụng cái vật liệu màng chống thấm Sika Top Seal 109 hoặc là Sika Top Seal 107. Và trong cái khu vực nhà vệ sinh thì những cái cổ ống là những cái vị trí mà nó dễ xảy ra cái sự cố thấm nhất. Chính vì vậy mà những cái cổ ống này cần xử lý kỹ càng trước khi thi công các cái lớp màng chống thấm lên. Và trong những cái vật liệu chống thấm thì cái đặc thù của cái vật liệu màng chống thấm dành cho khu vực nhà vệ sinh này thì nó sử dụng được cho những cái khu vực ẩm ướt và nó sẽ không chịu được cho những cái khu vực nắng nóng, chẳng hạn những cái phần sàn mái. Khi sử dụng những cái loại vật liệu dành cho nhà vệ sinh này thì nó sẽ rất là dễ nứt vì nó không chịu được nóng. Chính vì vậy mà khi mà chống thấm sàn mái thì chúng ta sẽ sử dụng một cái loại vật liệu khác có khả năng chịu nắng nóng tốt hơn. Công tác quét màng chống thấm thì nó diễn ra khá là nhanh, nó nhanh nhất trong các cái giai đoạn thi công chống thấm, mà cái quá trình lâu nhất là nó nằm ở cái quá trình chúng tôi xử lý mặt bằng. Thì những cái chân tường này chẳng hạn thì chúng tôi đều phải xử lý bằng những cái vữa chống thấm để trám vá cho nó vát cạnh trước khi dán lưới vào. Cũng như là cái bề mặt sàn này, chúng tôi sẽ xử lý hết những cái vết nứt trên sàn trước khi thi công chống thấm lên. Xử lý mặt bằng có thể mất 2-3 ngày nhưng mà cái
thi công màng chống thấm thì nó sẽ mất 1 ngày. Và cái màng chống thấm này hoàn toàn sử dụng được dành cho bể bơi. Những cái bể bơi mà có độ sâu dưới 2 mét đều sử dụng được với cái loại màng chống thấm này. Nếu mà chống thấm nhà vệ sinh không tốt ngay từ đầu thì cái hậu quả đầu tiên là cái lớp thập trần thạch cao ở bên dưới sàn nhà vệ sinh này thì nó sẽ bị mục nát, hư hỏng. Và sau đó sẽ phải tiến hành xử lý thấm cho nhà vệ sinh. Và khi mà thấm nhà vệ sinh mà khi mà cái nhà vệ sinh nó đã có cái lớp gạch lát ở bên trên thì phải tháo dỡ gạch ra. Tháo dỡ các cái hệ thống bên trong nhà vệ sinh như là bồn cầu, bồn tắm, lavabo để đục sàn chống thấm lại. Thì rõ ràng là cái việc xử lý lại nó vô cùng tốn kém. Nó phải tốn gấp 10 lần so với cái việc chống thấm tốt ngay từ ban đầu. Clip các bạn đang xem đây là một clip về dạng live stream. Thì chúng tôi như thi công như thế nào thì sẽ live stream lên như thế. Và sẽ không trải qua bất cứ cái quá trình chỉnh sửa video nào để các bạn có thể có cái nhìn chân thực nhất về cái quy trình chống thấm. Có rất nhiều bạn đã thông qua những cái clip live stream chia sẻ của chúng tôi và đã tự chống thấm được cho chính ngôi nhà của mình. Thì đó là một cái điều chúng tôi rất là mừng. Lưu ý là cái phần màng chống thấm dành cho nhà vệ sinh này thì chúng ta sẽ thi công không quá dày và không quá mỏng. Chiều dày của nó là 1,8 mm. Bởi vì nếu quá dày thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng nứt nứt ở cái màng chống thấm này. Bởi vì nó có thành phần xi măng ở bên trong. Cho nên là nó sẽ bị nứt khi chiều dày nó quá dày. Và sau khi thi công màng chống thấm thì chúng tôi sẽ tiến hành thử nước trong vòng 3 ngày. Và lưu ý là cần phải thử lượng nước trên 3 ngày. Bởi vì khi mình thử nước 1 ngày hay là 2 ngày thì nhiều lúc là cái nước nó ngậm chưa hết cái phần 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 sàn để nó thấm xuống. Cho nên cái kết quả nó sẽ không được chính xác. Cho nên tốt nhất hãy ngâm hơn 3 ngày. Và cái khu vực chúng tôi thi công thì ngoài cái nhà vệ sinh ra thì nó còn có cái khu vực phần vườn ở trên mái. Và đây là một cái phần vườn. Phần vườn này chúng tôi đã thi công chống thấm xong. Và các bạn có thể thấy đây, cái lớp màng chống thấm Sikabit VK15 nó rất là chắc chắn. Khi mà thi công cán cái lớp vữa bảo vệ lên thì sẽ bóc hết cái lớp giấy bạc này ra. Và phần sàn này chúng tôi cũng đã tiến hành xử lý các cái cổ ống, xử lý vết nứt trước khi chống thấm lên. Ở bên trên này là một cái phần bể bơi. Trước đây thì bể bơi này nó rất là xấu về mặt cũng như là cái tình trạng bê tông nó khá là xấu. Và sau khi xử lý thì chúng tôi có một cái bề mặt như thế này. Vì tầng 8 cho nên gió khá là to.
hệ thống chống thấm bể bơi thì bao gồm chống thấm bể bơi, bể cân bằng và rãnh chống tràn. Và phía trên đây là một cái phần sàn mái chúng tôi cũng đã thi công chống thấm xong. Với cái việc chống thấm tốt ngay từ đầu thì ngôi nhà gần như là chắc chắn sẽ được bảo vệ khỏi những cái tác động của thời tiết. Bởi vì chúng ta đều biết là cái nguyên nhân lớn nhất khiến cho ngôi nhà xuống cấp đó là thấm. Và cái việc chống thấm tốt ngay từ đầu như thế này sẽ đảm bảo cái độ mới cho ngôi nhà trường tồn cùng thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài livestream sau.